với các bạn. Thứ nhất là mình tạo video vui vẻ, đấy, không tạo sự so sánh. Nếu các bạn so sánh thì mình sẽ không tạo cho đoạn video như thế này nữa cho các bạn coi nữa. Và thứ hai nữa là cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ mình. Và mình còn một điều luôn trăn trở trong lòng, đấy là đây sẽ là clip chưa lên một triệu đăng ký. Đấy, nếu các bạn nào coi video này, video reaction trận solo của Cú Tứ và Toàn Tây mình cũng chưa xem, nhưng nghe các bạn bảo với mình là đây sẽ là trận solo của Toàn Tây và Cú Tứ, trận đấu kinh điển nhất Việt Nam các bạn. Hai người có tỷ lệ headshot ngang nhau, một người và bạn có tỷ lệ headshot bắn rất tốt các bạn, để xem là bây giờ sẽ như thế nào các bạn nha. Toàn Tây và Cú Tứ solo với nhau, nháy gắt nha. Toàn ơi cố lên, Toàn ơi cố lên, Toàn ơi cố lên. Yo, ta cùng đến với clip. Thương chung đoàn trưởng hoặc là các bạn muốn nâng cao game Free Fire Việt Nam mình ra tầm thế giới thì các bạn hãy bỏ một thời gian qua kênh của Tứ hoặc là kênh của Tùng Tây cho hai bạn ấy mỗi người một đăng ký, nhất là kênh của Tứ chuẩn bị lên một triệu đăng ký rồi mới tính cho mấy được nghe. Mình tua tí để coi nào. Ta cùng đến với trận solo của Ủa sao lại leo lên Ngọc Thần? Ủa sao lại Đình Toàn này? Ai ạ? Thôi ok không sao, Đình Toàn cũng là tên của anh Toàn, không sao. Chắc hai người này tạo đặt mới chơi với nhau ấy nhờ. Đúng không? Hai người này chắc sẽ kiểu tạo đặt mới chơi với nhau đúng không? Ôi god. Trận đầu tiên sẽ là đấm nhau. Tại vì đấm nhau. Lên Ngọc Thần là cô Tứ nha mọi người, là tên La La Ngọc Thành chứ. Ừ rồi, La Ngọc Thành. Đây là Cú Tứ các bạn ạ. Úi rồi. Đây là vị trí của Cú Tứ. Bàn nhà rất là gay cấn các bạn ạ. Liệu là ai thắng đây mọi người? Liệu là ai thắng đây? Toàn Tây là Cú Tứ thắng? Toàn ơi cứu lên, là Cú Tứ anh cũng đừng để thua nha. Cú Tứ bắn chết Toàn rồi, không ai rồi mọi người, ghê hả?
cố lên anh ơi. Ủa đập ông keo, đập ông keo ngồi luôn mọi người ạ. Các bạn vào vô cho mình xin một like nha mọi người. Trời ơi. Ông nội xem chuồn nhiều phê. Like nhấn subscribe nha mọi người nha. Ui. 23 rồi mọi người ạ. Số đang rất là nghiêng về vị trí của cú tứ. Đã bông keo ngồi lỗ kiểu hai người này kiểu ngang tài ngang sức ấy. Mọi người. Trời ơi.
pin bắt đầu rồi. Ui trời ơi Toàn ơi, trời má, còn chỉ còn Toàn cho con cho mình 10 máu với Toàn nó hồi lại lượng máu của mình 5-6 á mọi người ạ. Tiếp tục trận đấu. Thấy chưa các bạn, thấy chưa các bạn, thấy không, thấy không, thấy 6 đều rồi.